Sợ nha. Ừ. Có bị lệch múi không vậy? Từ các hội thảo TikTok for retail tutorial 2023. Hội thảo TikTok. Chị Retail ngày 6 tháng 12 năm 2022, Bigadi Digital phối hợp cùng TikTok for Business Việt Nam tổ chức thành công hội thảo TikTok for Retail 2023, đột phá doanh thu và tăng trưởng bền vững. Sự kiện đã diễn ra sôi động và thu hút 150 khách mời đến từ các doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội. TikTok for Retail 2023 được tổ chức tại hội trường Grand Ballroom. Cậu không đó này. Đi đâu? Hai cậu thích nha. Ông tị về quê à? Không, còn 2 phút nữa thôi. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đi, còn 2 phút nữa thôi mà. Vãi. Mấy lúa luôn. Tổ chức tại hội trường Grand Ballroom 2, khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà, nhằm giúp các doanh nghiệp bán lẻ nhận ra cơ hội phát triển và đưa ra các góc nhìn tổng thể về vận hành thương mại điện tử đa kênh. Nobita thầm yêu chạy ơi. Đưa tay chạy cho, để tao chạy 2 cái cho. Cả tao bảo mày nữa là vừa xinh. Ôi, không nghĩ là mình sắp ra trường đâu. Bét lời khuyên đấy, bét đưa ra lời khuyên. Đây là một trong những hội thảo đầu tiên phân tích về vận hành TikTok Shop và thương mại điện tử đa kênh, và là sự kiện dành cho nhà đây là một trong những hội thảo đầu tiên vừa ăn cơm xong là má hết 2 má. Cái gì? Nobita thầm yêu cho em.
À, thứ nhất sẽ câu. Novotel Hà Nội Thái Hà nhằm giúp các doanh nghiệp bán lẻ nhận ra cơ hội phát triển và đưa ra các góc nhìn tổng thể về vận hành thương mại điện tử đa kênh. Đây là một trong những hội thảo đầu tiên về phân tích vận hành các cách thức và thương mại điện tử đa kênh và là sự kiện dành cho nhà bán hàng lớn được TikTok for Business tham gia phối hợp tổ chức trong năm 2022. Ngoài ra thì hội thảo còn có sự đồng hành của các đối tác Media Digital là Bu Menesso và Nextcase giải quyết bài toán của các nhà bán lẻ khai thác tiềm năng thương mại của doanh nghiệp. Mở đầu, anh Nguyễn Hoàng Lâm, CEO của Mega Digital đã chia sẻ. Lần đầu anh thấy mở đầu anh Nguyễn Hoàng Lâm, CEO của Mega Digital đã chia sẻ những insight về hướng marketing và hành vi của người tiêu dùng. Anh Hoàng Lâm cho biết trong kỷ nguyên mới của marketing, góc nhìn trước đây về sự độc lập giữa hai khái niệm là làm thương hiệu và kích thích nhu cầu đang kìm hãm hiệu quả của marketing và tăng trưởng của doanh nghiệp. Vậy nên để cân bằng giữa hai hoạt động đó, thì việc tổ chức thống nhất các hoạt động marketing với mục tiêu kinh doanh là một điều hết sức tất yếu. Anh Hoàng Lâm cũng chỉ ra rằng việc xác định các cộng đồng người tiêu dùng nhỏ chính là nguyên liệu cho tăng trưởng đột phá, bởi khách hàng của chúng ta rất đa chiều và có đa dạng yếu tố, nhân tố tác động đến sở thích, nhu cầu hay là xu hướng mua sắm của họ. Có thể kể đến như là xu hướng văn hóa, hành vi xã hội, sở thích và đam mê, nền tảng và kỳ vọng về thương hiệu. Những người ảnh hưởng, việc đáp ứng insight của tập người dùng này sẽ dễ đo lường và mang lại hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó thì anh Hoàng Lâm cũng chỉ ra những lý do mà TikTok trở thành nền tảng tiềm năng cho sự tăng trưởng vượt bậc của doanh nghiệp bán lẻ qua việc phân tích hành vi nhiều thế hệ người dùng cùng sự ra đời của TikTok Shop và các đội giải pháp quảng cáo trên nền tảng này. Chắc là Hồng Thăng. Phỏng vấn hồi tháng 5 2021, tất nhiên là tôi muốn được. Các bạn ạ. Người là nát thường rồi. Tao đang ăn. Quality and nó lại là hay không?
Tàu nước hụt nên chỗ từ rồi đấy mà. Mình người ta nối tiếp nhiều sau luôn luôn chẳng lẽ là đến BB mọi người cũng đã ra sớm tuổi của cái World Cup của người ta thi đấu những phút cuối cùng. Tức là tôi ngày cuối tuần. Tại sao bác thời trang lớn luôn trình diễn? Zombie sợ con nghĩ tiếp đến là anh Hoàng Lâm cũng chỉ ra rằng việc xác định các cộng đồng người tiêu dùng nhỏ chính là nguyên liệu cho tăng trưởng đột phá. Với khách hàng của chúng ta rất đa chiều và có đa dạng yếu tố, nhân tố tác động đến sở thích, nhu cầu hay là xu hướng mua sắm của họ. Có thể kể đến như là xu hướng văn hóa, hành vi xã hội, sở thích và đam mê, nền tảng và kỳ vọng về thương hiệu. Những người ảnh hưởng việc đáp ứng insight của tập người dùng này sẽ dễ đo lường và mang lại hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó thì anh Hoàng Lâm cũng chỉ ra những lý do mà TikTok trở thành nền tảng tiềm năng cho sự tăng trưởng vượt bậc của doanh nghiệp bán lẻ. Qua việc phân tích hành vi nhiều thế hệ người dùng, cùng sự ra đời của TikTok Shop và các bộ giải pháp quảng cáo trên nền tảng này. Đến phiên chia sẻ thứ hai thì các diễn giả từ TikTok for Resilience là chị Alice Chuông, quản lý đối tác TikTok Shop, và chị Ngọc Đặng, quản lý giải pháp khách hàng TikTok Việt Nam đã chia sẻ chi tiết cách vận hành trên TikTok Shop và đặc biệt nhấn mạnh vào hai giải pháp quảng cáo có thể đem lại bứt phá trong doanh thu của các nhà bán lẻ là live shopping ad và video shopping ad. Chị Alex đã chỉ ra rằng người dùng TikTok mua hàng theo cảm xúc, họ lướt TikTok chỉ đơn giản vì mục đích giải trí và khi gặp một nội dung quảng cáo hay là sản phẩm khơi dậy nhu cầu mua hàng tiềm ẩn thì họ rất dễ dàng chốt đơn. Vậy nên điều quan trọng là nhà bán hàng cần sáng tạo nội dung kích thích cảm xúc của người dùng.
mình Alice chỉ ra rằng người dùng tích ở đây theo chị Ngọc, live shopping ads sẽ thích hợp cho các nhà bán hàng thương mại điện tử, bán lẻ hoặc là thời trang đã mở TikTok shop và mong muốn tối ưu lượt xem và chất lượng cũng như đơn hàng cho sự kiện livestream. Điều này cũng tương tự với hình thức video shopping ads. Tuy nhiên, quảng cáo mua sắm video sẽ dành cho các nhà bán có tài nguyên video. Ngoài ra, CEO Nestcase là anh Lê Ngọc Hải cũng đã cung cấp cho các doanh nghiệp và nhà quảng cáo tham dự hội thảo một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc chạy quảng cáo TikTok Ads, nền tảng thương mại điện tử Spotify, đó là Nest Ads. Đến với hội thảo, anh Trần Anh Dũng, Lego Digo Online, đồ sale marketer của Mention Nest, đã đưa ra các con số thống kê về xu hướng mua hàng online tại Việt Nam và một vài chỉ số so sánh với khu vực Đông Nam Á. Riêng về thương mại điện tử, với con số được ghi nhận trong báo cáo của Bộ Công Thương, dự đoán lên tới 39 tỷ đô la Mỹ tới năm 2025. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của nền kinh tế trong những năm tới, thậm chí sẽ vượt mặt các quốc gia khác trong khu vực như là Singapore, Thái Lan, Philippines hay là Malaysia. Bên cạnh đó thì anh Dũng cũng đã có những chia sẻ rất chi tiết về cách đưa mô hình hệ sinh thái công nghệ vào vận hành kinh doanh Omnichannel. Khép lại hội thảo là phần tọa đàm giữa các diễn giả đã diễn ra rất sôi nổi với sự góp mặt của anh Đỗ Việt Anh, CEO của công ty cổ phần thương mại Bu. Anh Việt Anh đã chia sẻ quá trình thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ Pu đã tăng trưởng trên TikTok như thế nào. Trong đó thì anh có nhấn mạnh về mức độ hiệu quả trong việc hợp tác với KOC, KOL, Influencer trong livestream bán hàng trên TikTok Shop. Và anh cũng nêu ra minh chứng thực tế từ hoạt động này của Pu với hot TikToker Phạm Thoại. Khi được khách hàng mời hỏi về tỷ lệ hoàn hàng trên TikTok Shop, chị Alice cho biết tỷ lệ hoàn hàng trên TikTok Shop tuy cao hơn các nền tảng khác, nhưng số lượng đơn hàng trên TikTok Shop thực sự là khổng lồ. Điều này có nghĩa là tỷ lệ hoàn hàng, tỷ lệ thuận đơn, thuận với con số đơn hàng của các nhà bán. Anh Việt Anh chia sẻ thêm, tỷ lệ hoàn hàng của Bu trên TikTok Shop vẫn còn khá cao và Bu cũng đã triển khai những nghiên cứu để tối ưu con số này. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng đổ về qua các phiên livestream thực sự khiến mình bất ngờ. Doanh thu từ TikTok Shop sau một tháng của Bu ngang bằng với doanh thu trên các sàn thương mại điện tử khác trong một năm. Các thương hiệu khi bắt đầu trên TikTok thường băn khoăn có nên hay không về việc xây dựng hai kênh TikTok bao gồm kênh branding và kênh bán hàng. Vấn đề này được anh Việt Anh tiếp tục chia sẻ rằng là Bu cùng Mega Digital đã và đang xây dựng hai kênh TikTok cho hai mục đích riêng biệt: bán hàng và làm thương hiệu. Đồng thời, thương hiệu thời trang này cũng cho ra mắt riêng dòng sản phẩm để phục vụ cho livestream TikTok khi kết hợp với các bạn TikTok creator. Điều này sẽ tạo ra sự giới hạn, khan hiếm, kích thích FOMO của người dùng TikTok. Đây cũng là cách mà Mega Digital và Google giải quyết câu chuyện quản trị thương hiệu và thúc đẩy doanh thu thông qua những livestream quảng cáo trên TikTok.
Tiếp theo, ngoài ra hội thảo cũng rất vinh dự khi có sự tham gia và trao đổi tích cực từ các anh chị quý khách hàng và khách mời như tập đoàn gia dụng Kangaroo, thời trang Elite, ngân hàng OCB, công ty cổ phần Vua Nệm, một vài hình ảnh khác tại sự kiện. Tổng giám đốc Coca-Cola, vì một thế giới không rác thải vẫn là sứ mệnh mà chúng tôi cam kết. Tháng 9 vừa qua nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng với sản phẩm tiện lợi, bền vững, công ty nước giải khát Coca-Cola Việt Nam mang đến sáng kiến bao bì mới làm từ 100% nhựa PET tái chế, dành cho các sản phẩm của thương hiệu Coca-Cola vị nguyên bản và Coca-Cola không đường. Theo đó, thì ông Neil Rado, tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia, người vừa có những cái chia sẻ về định hướng cũng như là cam kết trong việc thúc đẩy các hoạt động tái chế và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, trong suốt gần 35 thì Coca-Cola đã không ngừng nỗ lực từng ngày để mà thực hiện, để hiện thực hóa cái sứ mệnh của công ty là thúc đẩy kinh doanh, song hành với trách nhiệm hướng đến một tương lai chung tốt đẹp hơn, mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống và của mọi người dân và cộng đồng trên toàn thế giới. Một là trở thành thương hiệu yêu thích, tạo ra các nhãn hiệu và lại đồ uống được mọi người lựa chọn, thổi sức sống mới cho cả hai phương diện tinh thần và thể chất. Hai là phát triển bền vững với tư cách là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giải khát. Coca-Cola đặt mục tiêu tìm kiếm giải pháp hướng đến những thay đổi tích cực và xây dựng một tương lai bền vững. Và cuối cùng là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Trong đó, Coca-Cola sẽ tiếp tục đầu tư để cải thiện cuộc sống của mọi người, từ các nhân viên của hệ thống doanh nghiệp đến các nhà đầu tư và cả cộng đồng. Không thể phủ nhận đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận luôn là một trong những nền tảng quyết định sự phát triển ngắn hạn, dẫn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, tại Coca-Cola thì chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó, mà còn đặt trọng tâm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua chính những hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi vô cùng tự hào khi mà trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, Coca-Cola đã góp phần tạo ra việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương, cũng như là gián tiếp tạo số lượng việc làm gấp 6 đến 8 lần từ các hoạt động trong chuỗi cung ứng của mình, cùng với hơn 1,2 triệu đối tác bán lẻ khắp toàn quốc.
Lô và gà tâm. Không thể phủ nhận đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận luôn là một trong những nền tảng quyết định sự phát triển ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, tại Coca-Cola thì chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó mà còn đặt trọng tâm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam thông qua chính những hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi vô cùng tự hào khi mà trong suốt cái hành trình xây dựng và phát triển, Coca-Cola đã góp phần tạo ra việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương, cũng như là gián tiếp tạo số lượng việc làm gấp 6 đến 8 lần từ các hoạt động trong chuỗi cung ứng của mình, cùng với hơn 1,2 triệu đối tác bán lẻ khắp toàn quốc. Cùng với 3 nhà máy sản xuất đã đi vào hoạt động, một nhà máy tại Long An vừa được khởi công xây dựng và hai trung tâm phân phối. Chúng tôi luôn nỗ lực mở rộng danh mục sản phẩm của mình để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Về khía cạnh xã hội và môi trường, để từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động và sáng kiến thiết thực dựa trên 6 trụ cột chính, bao gồm giảm hàm lượng đường, nước sạch cho cộng đồng, bao bì bền vững chống biến đổi khí hậu, đa dạng, công bằng và hòa hợp, hỗ trợ cộng đồng.
luôn. Với mỗi trụ cột, chúng tôi cũng huy động sự chung tay từ cộng đồng và các bên liên quan để xây dựng những giải pháp toàn diện và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất, điển hình với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng. Quỹ Coca-Cola thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã đóng góp số tiền hơn 16 tỷ đồng để hỗ trợ việc phân phối vaccine và cung cấp phương tiện bảo hộ cho tuyến đầu chống dịch trong 2 năm vừa qua. Chúng tôi rất vui được chia sẻ những thành tựu mà Coca-Cola đã đạt được trong những năm vừa qua trên hành trình tiến đến nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại Việt Nam. Cụ thể ở khía cạnh bao bì bền vững, mục tiêu của chúng tôi đến năm 2030 sẽ thu gom và tái chế tương đương 100% lượng bao bì bán ra trên toàn cầu.
Chúng tôi rất vui được xin chia sẻ những thành tựu mà Coca-Cola đã đạt được trong những năm vừa qua trên hành trình tiến đến nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại Việt Nam. Cụ thể ở khía cạnh bao bì bền vững, mục tiêu của chúng tôi đến năm 2030 sẽ thu gom và tái chế tương đương 100% lượng bao bì bán ra trên toàn cầu. Với mỗi trụ cột, chúng tôi cũng huy động sự chung tay từ cộng đồng và các bên liên quan để xây dựng những giải pháp toàn diện và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất, điển hình với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng. Quỹ Coca-Cola thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đóng góp số tiền hơn 16 tỷ đồng để hỗ trợ việc phân phối vaccine và cung cấp thương hiệu bảo hộ cho tuyến đầu chống dịch cho 2 lăng ở ca. Chúng tôi rất vui khi mà được chia sẻ những thành tựu mà Coca-Cola đã đạt được trong những năm vừa qua trên hành trình tiến đến nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Năm 2021, Coca-Cola đã chuyển từ chai nhựa xanh mang tính biểu tượng của Sprite thành chai nhựa PET trong suốt, giúp chai được tái chế dễ dàng hơn. Công ty còn chủ động đưa thông điệp tái chế tôi lên bao bì sản phẩm của tất cả các thương hiệu thuộc Coca-Cola, nhằm khuyến khích người tiêu dùng chung tay vào hoạt động hỗ trợ tái chế bao bì sau khi thưởng thức sản phẩm, nhằm củng cố mục tiêu nước sạch cho cộng đồng. Sáng kiến Cốc Zero được phát triển và thành công, cung cấp hơn 3 triệu lít nước sạch cho người dân tại 12 tỉnh thành trên toàn quốc. Song song với đó là các sáng kiến chống biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cho mục tiêu bảo tồn và phát huy khác. Các khu dự trữ sinh thái quyển thế giới được UNESCO công nhận cũng được chúng tôi tích cực triển khai trong nhiều năm liền, cùng các tổ chức phi chính phủ như là UNESCO Việt Nam. Thank you.
Đi nằm ở hai nơi giống xác nhất ở đường xa được cả hai đi ra trong trận đấu đất không phải Hà Lan đặc giá ngày hôm nay. Cụ thể tiểu ban kỷ luật chúng ta điều tra hả? Đi lại áo lên đường mà. Và như là giáo sư và lỗi người phó như vậy. Làm sao chặn tắt ra mới Hà Nam. Nhằm củng cố mục tiêu nước sạch cho cộng đồng, sáng kiến Ecoxin xin phát triển và thành công cung cấp hơn 3 triệu lít nước sạch cho người dân tại 12 tỉnh thành trên toàn quốc. Song song với đó thì các sáng kiến chống biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cho mục tiêu bảo tồn và phát huy ra các khu dự trữ sinh khí quyển trên thế giới được UNESCO công nhận.
Tiếp theo nha, nhằm củng cố mục tiêu nước sạch cho cộng đồng, sáng kiến blockchain được phát triển và thành công, cung cấp hơn 3 triệu lít nước sạch cho người dân tại 12 tỉnh thành trên toàn quốc. Song song đó, các sáng kiến chống biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cho mục tiêu bảo tồn và phát huy các khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận cũng được chúng tôi tích cực triển khai trong nhiều năm liền cùng các tổ chức phi chính phủ như là WWF, UNESCO Việt Nam. Cách mô tả ảnh hưởng đến kết quả. Trong mình dưới đây có hai miếng thịt, một miếng là loại 75% nạc của mã ngữ. Từ chất là miếng thịt là một loại, bởi miếng là nhưng trong một thí nghiệm thực tế thì các đối tượng yêu cầu nấu món thịt bò xay và được người trưởng thành trong mắt thế giới này như khi được đánh giá mã là một đứa trẻ. Lại thôi không cần phải đi ăn ở nhà hàng sang trọng, không cần phải tặng nhau những món quà đắt tiền, chỉ cần mỗi ngày đều yên bình ở bên nhau, quan tâm đến như nhau cho chồng giống nhau. Yêu người vợ
Bạn ấy yêu một người mất tích. Hắn bận tới mức 1 đến 2 ngày không có lấy một dòng tin nhắn là bình thường. Thậm chí còn lâu hơn, ở cách nhau không xa, chỉ một cây số. Ấy thế mà cả tuần nửa tháng chẳng gặp nhau một lần. Bạn cứ nghĩ hắn bận nhưng không dám làm phiền. Ai nói gì bạn cũng điện thoại làm. Hắn đi ban ngày đi làm, tối còn đi học. Bạn âm thầm ôm hết tủi thân vào lòng. Có người yêu mà như không. Để rồi vào một ngày không mấy là trời, bạn nghe được cảm hứng tán tỉnh vài ba người khác. Thời gian đâu, hắn bận thế cơ mà. Và lúc hắn chạy deadline gọi điện cho một người, vừa nói chuyện cho đỡ chán vừa làm. Và lúc hắn chạy xe trên đường, lại gọi điện cho cô nào đấy tâm tình đôi ba câu. Hắn nào có bận, chỉ là hắn không dành thời gian cho bạn mà thôi. Một người bạn khác của mình yêu một người bận rộn. Ngày yêu nhau, người ấy cũng nói cho bạn biết là người đang chạy đồ án tốt nghiệp, lại phải đi làm rất bận. Ngày ngày bận, ấy thế mà người ấy vẫn tranh thủ nhắn cho bạn. Buổi sáng hai tin, một tin bảo đã tới chỗ làm, một tin bảo bạn sáng đi. Chưa tranh thủ giờ nghỉ nhắn với bạn đôi ba câu nữa. Tối về hôm nào rỗi hơn thì gọi điện 5 đến 10 phút. Không nghỉ sĩ, vài ba tin nhắn hỏi han là nghe bạn thân mắt ngày mai thế nào có gì vui. Hai bạn ở cùng một thành phố nhưng cách nhau khá xa. Mỗi tuần người ấy đều tranh thủ xuống đèo bạn đi chơi, lòng vòng với quán kem bạn thích. Dù gì đôi ba chuyện. Là yêu một người bắt đầu lạ quá. Mà thật ra nào có ai yêu mà bận rộn tới mức chẳng có nửa tin nhắn đâu. 30. Anh không thương thì thôi, để được khác nó thương, tội gì về với nhau trong mình. Tốc độ trở nên hóa quyết định mối quan hệ. Chuyện là mấy nay tôi đọc được một số câu nói khá nhiều người yêu bạn chắc chắn sẽ không làm một tâm lý nhắn. Em biết tất cả mọi người qua một mail chỉ để nhắn tin với anh và anh kia là bận. Từ đó cũng từ khi nào tốc độ trả lời tin nhắn là quyết định một mối quan hệ. Đối với bản thân tớ sẽ trả lời tin nhắn của người khác nhanh, thậm chí nhanh đến nỗi viết sai cho cả nữa. Nếu tớ đang cần điện thoại trong thời gian rảnh, tuy nhiên có những lúc tớ mất tích không dấu hết trong một thời gian dài. Và ai nhắn tin mà rơi vào lúc đó thì đúng là đợi mốc lên luôn. Tớ có cô bạn này nhỏ hay cho mày lắm, tớ đang có vướng kể cái gì đó hay hay. Chúng mình nên tôn trọng một góc riêng của người khác và tốc độ của người trả lời tin nhắn. Khi đang lắp hơi kỳ cục như tớ không thích nước hoa và tớ không có mùi chính là mùi dễ chịu nhất. Và tớ không có mùi, tớ phát hiện ra mình bị dị ứng mũi khi ngửi mùi hôi lạ, kiểu sẽ hắt hơi liên tục. Nếu xui xui dính lên quần áo thì sẽ bị ngứa, từ đó về sau tớ dẹp hết nước hoa. Cả nước xả vải cũng dẹp cực đoan, nhưng mà thà nhầm còn hơn bỏ sót. Không. Đi à? Tớ nhớ mùi bà ngoại, bà ngày có dùng dầu cù là, dầu Phật Linh nhiều lắm, mùi dầu cù sao. Mỗi lần được bà ôm có hay xúc phát của người bà.